công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật và dịch vụ Genome, đơn vị xét nghiệm hàng đầu tại Việt Nam. Genome được sáng lập và có sự đồng hành của các nhà khoa học uy tín. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Tôn, trưởng phòng phân tích hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chuyên gia về di truyền hệ gen tại Genome. Tiến sĩ bác sĩ Đặng Tiến Trường, giảng viên bộ môn giải phẫu Học viện Quân y, phụ trách labo phân tích DNA, nguyên thành viên phòng công nghệ gen và di truyền tế bào, Viện Nghiên cứu y dược học. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang, kỹ thuật y, trung tâm giải phẫu bệnh sinh học phân tử, bệnh viện K. Phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đỗ Ngọc Tấn, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản khoa và hậu môn tại Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Tuyết, phó trưởng phòng sau đại học, trưởng khoa xét nghiệm, giảng viên cao cấp Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Đội ngũ cán bộ nhân viên được tuyển chọn từ những cơ sở đào tạo hàng đầu chuyên ngành y dược học, công nghệ sinh học trong và ngoài nước, tiếp tục được nâng cao trình độ, tay nghề tại Genome bởi các chuyên gia và hãng công nghệ hàng đầu thế giới Thermo Fisher Scientific, Illumina, QIAGEN, George. Genome có đội ngũ cố vấn chuyên sâu, giàu kinh nghiệm từ các trung tâm nghiên cứu và bệnh viện hàng đầu của Việt Nam. Tôi tự hào vì có cơ hội làm việc với họ. Người tôi muốn nhắc tới đầu tiên là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Tôn từ Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Phó giáo sư Tôn không chỉ là chuyên gia đầu ngành về phân tích hệ gen và di truyền mà nổi tiếng ở Việt Nam và cả thế giới. Tại Genome, anh đang tham vấn các cái xét nghiệm về di truyền nói chung. Người thứ hai tôi muốn nói đó là tiến sĩ Quang từ phòng xét nghiệm sinh học phân tử và trung tâm giải phẫu bệnh Bệnh viện K Trung ương, có nhiều năm thực hiện các xét nghiệm gen ung thư tại Bệnh viện K Trung ương. Anh đang phụ trách các xét nghiệm gen trong ung thư tại Genome. Ngoài ra còn có các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và triển khai các xét nghiệm chuyên sâu như chẩn đoán trước chuyển phôi, chẩn đoán trước sinh, xét nghiệm giải phẫu bệnh vi sinh, miễn dịch, hóa sinh và huyết học. Một điểm tôi muốn nhắc tới đó là cơ cấu của đội ngũ chuyên gia được xây dựng rất công phu. Đó là sự cộng hưởng kết quả lao động của những người làm việc tại các đơn vị xét nghiệm lâm sàng đầu ngành, nơi xét nghiệm được thực hiện với theo các quy trình xét nghiệm nghiêm ngặt nhất, tuân thủ các khuyến cáo trong nước và thế giới. Với những người làm trong các viện nghiên cứu hàng đầu, nơi nghiên cứu các kỹ thuật mới, xét nghiệm mới để phục vụ chẩn đoán và điều trị. Điều đó giúp Genome vừa đảm bảo chất lượng xét nghiệm, vừa sẵn sàng thiết lập các kỹ thuật mới, xét nghiệm mới trong chẩn đoán và điều trị. Genome có công nghệ tiên tiến hàng đầu. Giải trình tự gen thế hệ mới NGS là công nghệ nghiên cứu chẩn đoán phân tử hiện đại, cho phép giải mã đồng thời hàng triệu đoạn DNA cùng một lúc, nâng cao hiệu suất của quá trình giải mã gen, có thể phát hiện những bất thường từng gen đến toàn bộ hệ gen người, từ giai đoạn phôi bào đến người trưởng thành. Ứng dụng trong lâm sàng như xác định bệnh lý di truyền ở phôi, xác định đột biến gây ung thư, phát hiện gen ung thư ở mô hoặc trong hệ thống tuần hoàn, phục vụ phát hiện sớm ung thư, lựa chọn thuốc điều trị ung thư, theo dõi và tiên lượng điều trị ung thư. Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới cho phép chúng ta cùng một lúc có thể giải mã hàng triệu đoạn DNA tại một thời điểm. Nếu như trước đây, việc giải mã một cá thể là một cá thể người là một thách thức lớn đối với khoa học, thì ngày nay người ta có thể giải mã một cá thể người trong vòng một vài ngày với chi phí hợp lý. NGS đã được ứng dụng rộng rãi trong lâm sàng, hỗ trợ cho các bác sĩ trong cái việc điều trị. Công nghệ giải trình gen thế hệ mới cho phép chúng ta xác định được các cái đột biến liên quan đến các cái bệnh di truyền, bệnh lý di truyền, các bệnh hiếm cũng như là các bệnh ung thư. Dựa trên các cái dữ liệu đột biến chúng ta tìm được thì có thể giúp cho các bác sĩ lâm sàng lựa chọn được cái phương pháp điều trị hiệu quả phù hợp với đối với từng bệnh nhân. Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới cũng được áp dụng trong sàng lọc trước sinh không xâm lấn, giúp cho các thai phụ có thể sàng lọc các cái bất thường di truyền của thai nhi ngay ở cái tuần tuổi thứ 10 trở đi, phục vụ cho việc sàng lọc di truyền trước chuyển phôi, hoặc là chúng tôi sử dụng các cái công nghệ này để xác định các cái nguyên nhân gây ra các cái bệnh lý di truyền cũng như các cái bệnh lý ung thư của các cái đối tượng bệnh nhân. Công nghệ PCR kỹ thuật số Digital PCR, DPCR là phương pháp PCR sử dụng công nghệ nano, chia một phản ứng PCR thông thường thành hàng chục nghìn phản ứng PCR riêng lẻ độc lập.
từng phân tử DNA khuôn được phân chia vào từng giếng siêu nhỏ và tại đó diễn ra phản ứng khuếch đại từng phân tử DNA. Đặc điểm quan trọng này giúp DPCR đo lường hàng nghìn sự kiện khuếch đại xảy ra đồng lập trong cùng một mẫu, khắc phục hiện tượng cạnh tranh của phân tử DNA bình thường và DNA đột biến trong quá trình khuếch đại như trong công nghệ PCR truyền thống. Nhờ vậy có thể phát hiện được những phân tử DNA đột biến gây ung thư trong hàng chục nghìn phân tử DNA lành trong hệ tuần hoàn. Nhờ đột phá này của đầu thế kỷ 21 giúp DPCR trở thành công nghệ siêu nhạy, ứng dụng phát hiện sớm ung thư, theo dõi lượng tế bào ung thư tăng hay giảm trong khối ung thư. Digital PCR hay còn gọi là PCR kỹ thuật số là phương pháp cho phép đánh giá chính xác acid nucleic với độ nhạy cao. Trong ung thư, thì kỹ thuật này được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực xét nghiệm liên quan đến sinh học phân tử như là định lượng các tác nhân gây ung thư, xác định các đột biến gen liên quan đến điều trị đích cũng như tiên lượng cho bệnh nhân ung thư và đánh giá những biến đổi về mặt di truyền của các bệnh nhân trong quá trình theo dõi và điều trị. Với ưu điểm đặc biệt của kỹ thuật đó là độ nhạy cao và cho phép đánh giá được chính xác những biến đổi di truyền, giúp cho bệnh nhân ung thư có thể phát hiện được những biến đổi về mặt di truyền trước khi xuất hiện những biến đổi, những thay đổi mặt lâm sàng, từ đó có thể giúp cho bác sĩ lâm sàng có đưa ra những phác đồ điều trị một cách phù hợp và chính xác cho từng bệnh nhân. Trung tâm xét nghiệm Genome có hệ thống máy móc hiện đại, quy trình khép kín. Để có những xét nghiệm hiện đại, kết quả chính xác cao nhất, tận tâm đồng hành cùng bác sĩ, Genome đầu tư rất lớn cho trung tâm xét nghiệm với những trang thiết bị hiện đại, quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở hạ tầng đồng bộ, toàn diện, ứng dụng công nghệ 4.0 trong thu mẫu, quản lý xét nghiệm và trả kết quả, giúp hạn chế sai sót do con người. Trung tâm xét nghiệm Genome xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, các phòng ban đồng bộ, chuyên nghiệp, khép kín, từ phòng tư vấn và thu mẫu, phòng tách chiết, phòng mix hóa chất, phòng tra mẫu, phòng PCR và sau PCR, phòng huyết học, hóa sinh, miễn dịch. Hệ thống trang thiết bị hiện đại như hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới Ion Studio S5 Thermo Fisher, Mỹ, hệ thống chuẩn bị mẫu tự động Ion Chef Thermo Fisher, Mỹ, hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới MySys Illumina, Mỹ, hệ thống PCR vi giọt kỹ thuật số KX200 BioRack, Mỹ, hệ thống PCR kỹ thuật số QIAQT1 QIAGEN, Đức, máy tách chiết DNA, RNA tự động Kingfisher Duo, Thermo Fisher, Mỹ, Lilly MTM Miracle, Incheon, Hàn Quốc, máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động Cobas 6000, Roche, Thụy Sĩ, máy xét nghiệm huyết học Celltech ESMAC 7300, Nyan Coden, Nhật, máy xét nghiệm nước tiểu Unilizer 100 Pro Analytical, Mỹ. Tại trung tâm xét nghiệm Genome, chúng tôi đã đầu tư đồng bộ các hệ thống giải trình tự thế hệ mới của Illumina, của Thermo Scientific, cũng như các hệ thống máy phân tích dữ liệu, hệ thống máy chủ phân tích dữ liệu, đảm bảo là phân tích được các dữ liệu đầu ra của hệ thống giải trình gen thế hệ mới. Chúng tôi cũng đầu tư các hệ thống trang thiết bị Digital PCR phục vụ các cái xét nghiệm liên quan đến các cái bệnh di truyền, ung thư, hóa. Và ngoài ra, chúng tôi cũng đầu tư các cái hệ thống và máy xét nghiệm cơ bản như hệ thống huyết học, hệ thống xét nghiệm sinh hóa và hệ thống xét nghiệm miễn dịch. Về nguồn nhân lực thì chúng tôi có gần 30 cán bộ được đào tạo bài bản, có thể triển khai tất cả các cái dịch vụ liên quan đến các cái xét nghiệm. Các dịch vụ xét nghiệm của Genome có hơn 200 xét nghiệm có thể phân tích hơn 600.000 biến thể. Các dịch vụ xét nghiệm của Genome gồm các nhóm, bộ xét nghiệm trong thụ tinh ống nghiệm, phát hiện sớm ung thư, chẩn đoán theo dõi điều trị ung thư, xét nghiệm sản phụ khoa, xét nghiệm bệnh di truyền, xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch, xét nghiệm di truyền trước làm tổ, PGT-A, xét nghiệm di truyền lệch bội nhiễm sắc thể, PGT-SA, xét nghiệm di truyền sự thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể, PGT-M, xét nghiệm bệnh lý đơn gen, PGT-HLA, xét nghiệm di truyền nhằm tìm cá thể có HLA phù hợp trong ghép tạng. Các xét nghiệm phát hiện sớm ung thư, chẩn đoán đột biến phục vụ điều trị đích, theo dõi và tiên lượng điều trị ung thư gồm các nhóm: xét nghiệm trên mẫu mô, xét nghiệm trên mẫu sinh thiết lỏng, xét nghiệm phát hiện nguy cơ gây ung thư, xét nghiệm sàng lọc ung thư, xét nghiệm sản phụ khoa, xét nghiệm dành cho thai phụ, xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT, xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục STD,
xét nghiệm nội tiết tố nam nữ, xét nghiệm bệnh di truyền. Nhờ hệ thống thiết bị đồng bộ từ PCR, Real-time PCR, giải trình tự gen Sanger đến giải trình tự gen thế hệ mới NGS, đặc biệt hệ thống PCR kỹ thuật số DPCR giúp Genome có thể thực hiện tất cả các xét nghiệm di truyền hiện nay, xét nghiệm sinh hóa huyết học, miễn dịch, chức năng gan mật, chức năng thận, điện giải đồ, đường máu, mỡ máu, sắc huyết thanh, nội tiết tố hormone sinh sản. Genome, đối tác uy tín, cam kết tận tâm. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Đức Phúc, Bệnh viện Đông Đô, Bệnh viện Đa khoa 16A Hà Đông, Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội, Intesco, SISC Việt Nam, BDE, Biomedic, Thermo Fisher Scientific, Hoa Kỳ, QIAGEN, Đức, Roche, Thụy Sĩ, Illumina, Hoa Kỳ, BioJack, Hoa Kỳ, Incheon Biotechnology, Hàn Quốc, Q-Medic, Genoma, Ý. Về nhân sự, Genome có đội ngũ nhân sự chất lượng cao được đào tạo bài bản tại các trường, các viện ở trong và ngoài nước. Về trang thiết bị, công nghệ, chúng tôi có những trang thiết bị công nghệ hàng đầu như máy giải trình tự gen thế hệ mới Ion Studio S5, hệ thống giải trình tự gen của Illumina và hệ thống Digital PCR của QIAGEN và Bio-Rad. Về hạ tầng, phòng thí nghiệm đồng bộ và có đạt các tiêu chuẩn cao. Về quy trình kỹ thuật được nghiêm ngặt, chặt chẽ, đảm bảo về chất lượng. Bên cạnh đó, Genome đã triển khai các chương trình nội kiểm định kỳ và tham gia chương trình ngoại kiểm xét nghiệm của châu Âu EMQN. Nhờ vậy, Genome đã hiện thực hóa được cam kết về chất lượng dịch vụ đối với các đối tác, chuyên gia, các bác sĩ cũng như bệnh nhân.